Nhìn cách anh vui đùa, cô càng thêm khó chịu. Tiểu Tranh khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng nhắc nhở. Bây giờ công ty xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, anh không tập trung cố gắng mà xử lý, lại ngồi đây bày trò trêu em sao? Anh vẫn đang làm mà. Em không thấy, chỉ thấy anh bày trò trêu ghẹo em thôi. Trương Kiệt lắc nhẹ đầu vài cái. Xem ra lần này anh không giải thích rõ ràng thì không được. Bàn tay khẽ mơn trớn gò má Tiểu Tranh, chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai. Anh giải quyết công việc được một nửa rồi, mệt quá nên mới nghỉ ngơi chút thôi. Chuyện công ty quan trọng, nhưng đâu thể anh chú tâm vào nó mãi được đâu. Anh còn nhiều thứ phải bận tâm mà. Chẳng hạn như là em. Tiểu Tranh sững người trong giây lát. Cô chớp mắt vài lần, trên gương mặt lộ rõ ý cười, nhưng vẫn phải che giấu đi đôi phần. Em có gì đâu mà anh phải bận tâm. Anh không yên tâm để em một mình, không thể rời mắt khỏi em. Sao vậy? Em lớn rồi mà, em tự lo cho mình được. Anh đừng coi em là trẻ con chứ. Trương Kiệt chạm nhẹ vào chóp mũi của Tiểu Tranh. Anh lo không hẳn, bởi vì em không biết chăm sóc bản thân. Anh lo em làm chuyện bao đồng rồi tự vước phiền vào người của em đấy. Làm chuyện bao đồng? Em không hiểu. Nói đến mức này, Trương Kiệt chẳng ngại giấu giếm. Hôm qua em gặp chú Tấn, anh ta nhờ em hỏi thông tin về Hoàng Cường phải không? Cái này em... Em gái chú Tấn là diễn viên Hoa Chi. Trước khi tự sát ở trong nhà riêng, cô ta đến gặp Hoàng Cường. Thế nên chú Tấn đã nhờ em tìm hiểu gã đạo diễn qua anh. Anh nói có phải không? Em... Bởi vì mọi lời nói của Trương Kiệt đều đúng, nên Tiểu Tranh không có cơ hội chối cãi. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện trực tiếp, đôi môi mím chặt, nửa lời cũng không lên tiếng. Vốn dĩ muốn giấu anh chuyện này vì sợ anh lo, không ngờ lại bị anh phát hiện ra trước lúc nói. Đúng là chẳng có chuyện gì của cô có thể qua mắt được anh. Tiểu Tranh vân vê vạt áo đến nhầu nhĩ. Cô ngập ngừng chừng một độ rồi hỏi. Anh cho người theo dõi em sao? Anh lại không tin tưởng em à? Chuyện của ngày hôm qua mà hôm nay Trương Kiệt đã biết. Không phải anh cho người theo dõi cô thì làm sao mà anh có thể biết nhanh như vậy? Cô tưởng hai người đã rõ ràng với nhau, sẽ không nghi ngờ nhau nữa. Nhưng điều anh làm hiện tại khiến cô buồn lòng. Trương Kiệt nâng cằm Tiểu Tranh lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Anh không cho người theo dõi em, anh hỏi thẳng Chu Tấn. Anh hỏi anh ấy sao? Phải. Sao anh làm như vậy? Không làm vậy thì làm sao biết em lo chuyện bao đồng, rước họa vào thân. Nhưng... Anh đặt một ngón tay lên môi của Tiểu Tranh, ý chỉ cô ngừng lại. Em đừng có bướng bỉnh, cứng đầu. Hoàng Cường không phải là người em có thể tiếp cận đâu. Gã cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì. Em nên tránh xa thì hơn. Em... Những điều Chu Tấn muốn biết về Hoàng Cường, anh sẽ gửi cho anh ta. Em ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Cô không dám cãi lại Trương Kiệt dù một câu. Cô ngồi im trong lòng anh không nhúc nhích. Chính bởi sự ngăn cấm này của anh nên cô không dám nói ra ngay từ đầu. Cô đồng ý giúp Chu Tấn không phải là vì cô thích lo chuyện bao đồng. Em gái Chu Tấn lại là bạn của cô. Cô không muốn bạn mình ra đi mà không rõ lý do. Nhưng cô cũng không thể cố ý làm trái lời của anh. Tiểu Tranh thầm nghĩ một lúc, cô kéo nhẹ tay áo Trương Kiệt rồi ra vẻ đáng thương. Kiệt, em nhất định sẽ không liên quan đến tên Hoàng Cường kia đâu. Anh cho em giúp Chu Tấn nhé. Không được. Em nghe mà không hiểu lời anh hay sao? Em sẽ không để anh liên lụy bản thân đâu. Em đồng ý với em đi mà. Anh nói không được, em đừng cố xin nữa. Trương Kiệt lớn tiếng tỏ vẻ giận dữ. Lần này thuyết phục anh không thành, Tiểu Tranh ngậm ngùi buồn bã. Cô thu mình lại, chẳng nói chẳng rằng, kim lặng như thế mãi. Trương Kiệt lặng lẽ quan sát thái độ của Tiểu Tranh. Anh biết cô đang rất buồn về chuyện anh cấm cô không được giúp Chu Tấn, nhưng những việc anh làm chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Tính cách của Tiểu Tranh thế nào Trương Kiệt hiểu rõ nhất. Nếu mà để cô tiếp tục, mọi thứ sẽ lại càng thêm rắc rối. Tiểu Tranh nhiều lần lén nhìn Trương Kiệt. Cô vẫn có ý định thuyết phục anh, nhưng lại chẳng thể nói thành lời. 10 phút trôi qua, Tiểu Tranh chán cái cảnh phải ngồi mãi thế này. Cô quọ quậy trong người của anh, nặng nhọc nói. Anh buông tay ra đi, em xuống dưới nhà. Ngồi im nào, không đi đâu hết. Trương Kiệt lại kéo Tiểu Tranh sát bên mình. Lần này anh ôm chặt cô hơn, nhất quyết không chịu buông tay để cô có cơ hội chạy trốn. Tiểu Tranh thở dài một tiếng, chẹp miệng. Em không thích ở đây,
Bỏ em ra. Đừng có bướng. Không, em để phiền anh làm việc. Em xuống dưới nhà cho anh có không gian riêng. Trương Kiệt trừng mắt, sắc mặt tối sầm lại, khiến Tiểu Tranh không dám hó hé nửa lời. Cô thầm nghĩ trong đầu, lúc nào Trương Kiệt cũng tìm cách bắt nạt cô, nếu không phải chuyện này thì cũng tìm một cái cớ nào đó. Một điện thoại trong túi của Tiểu Tranh bất ngờ đổ chuông. Lướt qua màn hình, Tiểu Tranh nhận được một cuộc gọi đến từ Chu Tấn. Cô vừa định bấm trả lời thì một bàn tay đột ngột lấy điện thoại từ tay của cô rồi từ chối. Tiểu Tranh trơ mắt nhìn Trương Kiệt làm loạn mà không thể phản kháng. Cô đánh vào ngực của anh một cái đau điếng, khó chịu hỏi: Tắt máy của em. Ở yên đây đi, không cần phải nghe gì hết. Chuyện của Chu Tấn anh tự biết giải quyết. Nhưng Chu Tấn nhờ em mà, em vẫn phải nói với anh ấy một tiếng chứ. Không cần thiết. Trương Kiệt, anh quá đáng lắm rồi đấy. Tiểu Tranh tức giận quát lớn. Cô cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng đi xa. Trương Kiệt không cấm cản cô những điều rất vô lý. Cô hắng giọng kìm nén cơn giận: Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng cũng phải có mức độ thôi. Anh đâu thể cấm em đủ chuyện được chứ. Em lớn tiếng với anh đấy à? Phải, em đang lớn tiếng đấy. Anh định mắng em nữa sao? Anh... Đôi mắt của Tiểu Tranh rưng rưng như trực trào sắp khóc. Cô mím chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh nức nở. Nhận ra chuyện khi nãy là mình làm sai, Trương Kiệt sốt sắng dỗ dành: Tiểu Tranh, anh xin lỗi. Khi anh có chút quá đáng, em đừng giận. Lần nào làm sai anh cũng xin lỗi, nhưng đâu có lần nào anh chịu sửa sai. Em không tha thứ cho anh điều như thế đâu. Trương Kiệt lặng người một lúc, nhận ra điều gì, anh buông lỏng tay khẽ nói: Anh hiểu rồi, và em cứ làm những việc mà em muốn, anh không cấm. Trương Kiệt à, em nói lời này không phải là để anh ép anh chấp nhận cho em giúp đỡ Chu Tấn. Thành cũng đâu có nhắc đến việc đó đâu. Anh cười dịu dàng rồi tiếp tục làm việc. Có lẽ cô nói đúng, anh đã quá khắt khe và quá đáng với cô. Dù sao cô cũng không còn là trẻ con. Thật lòng anh muốn bảo vệ cô, nhưng cách làm lại không đúng. Tiểu Tranh lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên bên gương mặt của Chu Trương Kiệt. Cô chợt nhớ lại lời mình nói khi nãy, rồi lại tự hỏi không biết bản thân có lỡ lời hay không. Cô hiểu anh muốn tốt cho cô, chỉ là cô không thích cách anh ra trường tự mình quyết định mọi thứ mà thôi. Chưa kịp trả điện thoại lại cho Tiểu Tranh, đặt nó vào tay của cô, anh nói: Bây giờ em gọi lại cho Chu Tấn vẫn kịp đấy. Kiệt, anh cố ý phải không? Anh cố ý gì chứ? Khi anh tùy tiện tắt máy của em, hãy gọi lại đi, đừng để ta sốt ruột. Em vẫn giữ sự vui vẻ trên gương mặt, không biểu lộ chút tức giận hay là khó chịu. Điều anh nghĩ trong đầu bây giờ đơn giản, làm chuyện cô thích mà thôi. Cô cầm lấy điện thoại từ tay của Trương Kiệt, lặng lẽ cất nó đi, chậm rãi rời khỏi người của anh. Em cho lấy nước cho anh. Cảm ơn em. Nghe được câu cảm ơn của Trương Kiệt, Tiểu Tranh bỗng cảm thấy nặng lòng. Cầm cốc nước trên tay, cô bước vội ra khỏi phòng. Anh vẫn ngồi đó, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đợi khi cô đi rồi, anh mới ngừng tay. Trương Kiệt trầm tư suy nghĩ một số chuyện vu vơ trong đầu. Trên màn hình xuất hiện bất ngờ một dòng tin nhắn mới. Anh nhíu mày, nhấn vào tin nhắn vừa gửi đến, thận trọng đọc nội dung bên trong. Anh lại nổi lên vài suy nghĩ trong đầu. Hiểu được người bên kia muốn gì, anh nhanh tay xóa dòng tin nhắn đi. Tin nhắn vừa biến mất, cô cũng trở lại phòng rất đúng lúc. Tiểu Tranh lại gần chỗ của anh, đặt cốc nước xuống bên cạnh. Của anh đây. Trương Kiệt không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái lấy lệ, chủ động ngồi gần anh. Tiểu Tranh dè dặt hỏi: Kiệt, em sẽ ra ngoài buổi chiều nay một chút được không? Gặp Chu Tấn sao? Không phải, em gặp một người quen thôi, em đi nhé. Anh bật cười trong sự ngỡ ngàng của cô. Em có thể đi bất kỳ nơi nào em muốn, gặp ai em thích, đó là quyền của em, anh không ý kiến. Trương Kiệt, anh cứ xử bình thường được không? Anh chỉ đang cố thay đổi vì em thôi, không quá khắt khe cũng không cấm đoán đủ điều, như vậy em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Anh học cách thay đổi mọi thứ bây giờ để phù hợp với cô. Đây chẳng phải là chiêu trò hay cách giận dỗi mới của anh đâu. Anh chỉ không muốn cô phiền lòng thêm vì mình nữa thôi. Tuy rằng vẫn còn rất lo cho cô, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Tiểu Tranh không biết chuyện anh đang làm là đúng hay sai, bởi vì cô không quen với cách cư xử của anh.
nhưng thay đổi vì nhau để cuộc hôn nhân kéo dài cũng là chuyện tốt. Có lẽ do cô đã quá để tâm quá nhiều đến mấy thứ chẳng đâu. Trầm tư suy nghĩ một lúc, anh quay sang nhìn cô. Em ra ngoài không sợ báo chí bắt gặp rồi chụp ảnh hay sao? Tự Trang lắc đầu. Từ sau khi đám cưới, báo chí không đưa tin nhiều về em, nên chắc là không sao đâu. Lúc nào ra em sẽ cẩn thận để không bị phát hiện. Vậy thì được. Hiện giờ cánh báo chí đang săn lùng tin tức của anh, đám người đó sẽ không đeo bám mình anh, mà những người thân thiết với anh cũng bị họ làm phiền. Anh lo Tiểu Tranh chưa quen với việc bị báo chí săn đón, khi gặp không biết sẽ cách xử lý, sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Với có chút bất an trong lòng, Trương Kiệt dè dặt ngỏ ý. Tiểu Tranh à, anh đem đến chỗ hẹn nhé. Không được, anh ra ngoài sẽ nhiều chuyện hơn đấy. Lỡ bị phát hiện, trên mặt báo lại xuất hiện tin tức khác, khi ấy anh ở đến cả công ty. Anh ở nhà đi, em tự mình lo được. Em chắc chứ? Em chắc mà, anh không tin tưởng em sao? Cô nhìn thẳng vào mắt của Trương Kiệt, khẳng định chắc nịch. Không phải là cô chưa từng trải qua những chuyện này. Cô từng trải qua, chỉ là không quá nhiều mà thôi. Cô tự biết cách xử lý cũng như bảo vệ bản thân. Điều quan trọng nhất là cô không muốn Trương Kiệt biết người cô hẹn gặp chiều nay là Hạ Anh. Cuộc gặp gỡ này sẽ khiến anh băn khoăn nhiều thứ, giống như anh đã thắc mắc về cuộc hẹn giữa cô và Chu Tấn. Nếu anh biết người được tiết lộ bí mật của Diễm Lâm cho báo chí là Hạ Anh, thì anh sẽ đuổi cô ta ra khỏi công ty ngay lập tức. Và điều đó là chuyện mà Hạ Anh và cả mẹ cô đều không mong muốn. Sáng nay mẹ cô đã tìm đến gặp, nhờ vả cô nâng đỡ Hạ Anh trong công ty của Trương Kiệt. Một khi bà biết được con gái của mình mà bị đuổi, bà sẽ đổ trách nhiệm lên đầu của cô. Tiểu Tranh đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với chuyện đó, thế nên cô muốn giải quyết mọi thứ trong êm đềm. Cô sẽ không bị mẹ trách móc, xa lánh khi để con gái cưng của bà bị mất việc. Giang rộng vòng tay, dịu dàng ôm cô vào lòng. Trương Kiệt vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Tranh, dầu tiếng thở dài vào trong, sắc mặt cũng không biểu lộ sự lo lắng quá mức. Tiểu Tranh, chuyện của anh tạm thời sẽ gây khó dễ cho em, khiến em phải chịu thiệt thòi rồi. Cô lắc đầu. Không thấy thiệt thòi một chút nào cả, anh đừng lo. Ra ngoài phải cẩn thận đấy. Em biết rồi. Nắm lấy bàn tay to lớn của anh, tay còn lại vỗ nhẹ vào người trấn an để anh yên tâm. Cô sẽ không ngốc tới mức làm chuyện khiến bản thân gặp rắc rối, ít nhất là như vậy. Chiều sớm, Tiểu Tranh đến điểm hẹn trước khi với Hạ Anh. Trên đường đi, cô bịt kín mặt, thận trọng mỗi khi phải ra ngoài, bởi vì cánh báo chí có thể phát hiện ra cô bất kỳ lúc nào. Đứng trước một quán nước nhỏ trong con hẻm vắng người qua lại, cô thầm nghĩ Hạ Anh cũng rất biết cách chọn nơi gặp mặt đấy. Ở đây không có nhiều người, để nằm ở trong một góc khuất, thậm chí còn có phòng riêng để nói chuyện, không sợ bị ai dòm ngó hay phải đề phòng ai. Tiểu Tranh đẩy cửa bước vào bên trong phòng hẹn. Cô thấy Hạ Anh đã ngồi đợi đó từ lâu, là đầu tiên chủ động hẹn. Hạ Anh lại đến sớm làm cô có chút kinh ngạc. Không có nhiều thời gian để sẵn thờ, cô vội vàng lại gần Hạ Anh. Ngồi xuống ghế đối diện, Tiểu Tranh mở lời. Em đợi chị có lâu không? Hạ Anh buông kính mắt xuống, thái độ vẫn không khác ngày thường là bao. Không, tôi vừa mới đến. Chị cũng biết là em bận, nên nói thẳng luôn nhé. Chuyện của Diễm Châu, em là người tiết lộ với bên báo chí phải không? Chị có gì chứng minh không? Không có bằng chứng. Hạ Anh vẫn kiên quyết phủ nhận. Tiểu Tranh cũng không thể ép buộc cô ta nhận lỗi chỉ dựa vào suy đoán của mình. Hạ Anh, với Diễm Lâm có con, em là người đầu tiên nói với chị. Không phải em làm thì là ai được chứ? Chị có chắc là chỉ mình tôi biết chuyện đó không? Trương Kiệt nói với chị, anh không để một ai biết chuyện này. Chị chắc chắn Diễm Lâm cũng không ngốc đến mức tự nói ra bí mật của em. Suốt mấy năm qua, cô vẫn sống yên ổn bên con trai. Chỉ sau khi... Cô dừng lại đôi chút, hai anh tiếp tục nhíu mày thúc giục. Sau khi thế nào? Sau khi chị không đồng ý nhường Trương Kiệt cho em, bí mật của Diễm Châu liền bị báo chí biết được. Hạ Anh à, chị hiểu tính của em, không phải em thì không thể là ai khác được. Khóe môi của Hạ Anh cong lên một nụ cười đầy thích thú. Cô ta thở dài, nâng ly rượu vang đỏ lên trước mắt nhấp một ngụm. Không ngờ chị gái tôi lại thông minh như vậy đấy. Nhanh như vậy mà đã đoán ra được rồi sao? Hạ Anh, đúng là do em làm sao? Phải,
Tôi là người làm đấy. Sao làm như vậy chứ? Tôi thích vậy đấy, được không? Thứ mà chị không thể cho tôi sẽ tự tay phá hỏng nó. Những gì Tiểu Tranh nghĩ về Hạ Anh thực sự không sai. Cô ta bất chấp làm mọi chuyện vì mục đích của mình mà chưa từng suy nghĩ đến hậu quả ra sao. Tiểu Tranh nắm chặt tay đầy tức giận. Cô kìm giọng, cố gắng không để bản thân làm chuyện quá đáng. Hạ Anh à, em có biết là em làm như vậy, mẹ con Diễm Châu, Diễm Lâm đã chịu khổ thế nào không? Họ đâu có liên quan tới việc chị không đồng ý với em. Chuyện mà em làm... Chị im miệng lại đi. Hạ Anh gắt gỏng, trừng mắt ra hiệu. Cô ta tỏ vẻ khó chịu với Tiểu Tranh, sắc mặt tối sầm lại. Tôi không muốn nghe chị giảng mấy cái đạo lý làm người đó. Chị không phải là mẹ của tôi mà có quyền lên tiếng bảo tôi phải làm gì. Nhưng không thể nói sai sự thật được. Tôi nói sai chỗ nào? Cô ta chẳng phải đã mang thai và sinh ra một đứa con hay sao? Hạ Anh nhớn mày giễu cợt. Chị phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Cảm ơn sao? Vì điều gì? Chính cô ta là người đã khiến gia đình cô xáo trộn như bây giờ, khiến Trương Kiệt phải vất vả không thể ra bên ngoài. Cô là phải cảm ơn vì những chuyện tốt đó hay sao? Hạ Anh khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thượng đẳng. Tôi đã giúp chị tiết lộ bí mật của Trương Kiệt còn gì. Tôi đang cứu giúp cuộc đời của chị đấy. Chị không hiểu. Anh ta ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác có một đứa con. Tôi đi tội với báo chí để chị có cơ hội giải thoát khỏi anh ta. Hay là chị yêu anh ta điên cuồng quá, trao thân rồi nên không thể lỡ bỏ sao? Hạ Anh, em đừng có đi quá giới hạn. Cô ta càng nói lại càng quá đáng. Không phải nghĩ đến chuyện hai người là chị em thì cô đã cho cô ta một cái bạt tai rồi. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Tiểu Tranh cẩn thận suy nghĩ lại lời Hạ Anh vừa nói. Nếu mà cô nghe không nhầm thì anh đang tự đắc tiết lộ bí mật đứa con của Diễm Lâm là của Trương Kiệt với báo chí để giúp cô. Tiểu Tranh bỗng bật cười thành tiếng khiến Hạ Anh khó hiểu. Cô ta chau mày cáu gắt. Chị cười cái gì? Lúc tôi đáng cười như vậy sao? Hay là yêu Trương Kiệt đến phát điên rồi? Kiểm soát lại cảm xúc của mình, Tiểu Tranh hít một hơi sâu, hắng giọng nói. Đứa con của Diễm Lâm không phải là con của Trương Kiệt giống như em đang nghĩ đâu. Gì chứ? Chị đang cố bảo vệ anh ta đấy à? Tiểu Tranh, chị có yêu thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Hạ Anh cảm thấy người chị của mình đã quá chìm đắm trong tình yêu. Chẳng có người vợ nào có thể bình tĩnh khi biết chuyện chồng mình ở bên ngoài có con với một người phụ nữ khác. Họ chưa làm loạn, chưa đề nghị ly hôn đã nhẫn nhịn lắm rồi. Vậy mà Tiểu Tranh còn vui cười, thậm chí là còn lên tiếng bảo vệ Trương Kiệt. Mặc dù từ nhỏ không thích Tiểu Tranh, luôn có ác cảm với cô, nhưng hiện tại Hạ Anh lại cảm thấy thương cảm cho chị gái của mình. Cô ta tự hỏi, liệu có phải tình yêu khiến cho con người ta mù quáng, bất chấp đến thế không? Chẳng trách sau ngày cô ta đưa ra đề nghị, Tiểu Tranh lại nhất quyết không đồng ý, thậm chí làm chuyện mà Tiểu Tranh từng làm. Hạ Anh bày ra một bộ mặt tiếc nuối, cảm thông. Tiểu Tranh, tôi không ngờ cô lại yêu Trương Kiệt đến như vậy đấy. Chị không muốn ly hôn với anh ta thật rồi. Sao chị phải ly hôn với anh ấy? Anh có làm gì chuyện gì có lỗi với chị đâu. Hạ Anh chưa kịp mở miệng nói lời nào, cô đã cắt ngang và nói tiếp. Chuyện của Trương Kiệt và Diễm Lâm không phải như em nghĩ đâu. Đứa con không phải là của anh ấy. Trương Kiệt đưa giấy xét nghiệm ADN cho chị xem rồi. Anh và Diễm Lâm không phải là quan hệ ngoài luồng. Như vậy là sao? Không phải con sao? Giấy xét nghiệm ADN là sao? Tiểu Tranh gật đầu. Phải đấy, Trương Kiệt và Diễm Lâm không hề có con với nhau. Lời của Tiểu Tranh nói như kiểu sét đánh ngang tai. Hạ Anh không dám tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Cả thế giới trước mặt cô ta như sụp đổ. Ngay cả điều mà trước đây cô ta vẫn luôn tự tin cũng không còn nữa. Nuốt nước bọt vào trong, Hạ Anh gắng gượng hỏi lại một lần nữa. Đó là sự thật hay sao? Chị không bịa chuyện để bảo vệ Trương Kiệt đấy chứ? Chị không có nói dối hay bảo vệ ai hết. Đó hoàn toàn là sự thật. Khóe môi của Hạ Anh khẽ cong lên một nụ cười tự chế giễu bản thân. Cô tự trách chính mình đã quá ngu ngốc khi đã bị Trương Kiệt lừa dối mà không biết. Ngày cô ta phát hiện ra chuyện của Diễm Lâm, cô ta đã hỏi Trương Kiệt rất nhiều lần rằng
đứa con đó có phải là của anh hay không. Mỗi lần Hạ Anh hỏi, nếu Trương Kiệt không lảng tránh thì cũng nổi giận vô cớ. Thậm chí khi Hạ Anh có quyết định đến tận nơi tìm gặp Diễm Lâm nói chuyện, anh đã lớn tiếng quát mắng cô ta. Chính vì những hành động không rõ ràng của anh nên Hạ Anh mới đinh ninh rằng anh và Lâm có con với nhau. Hạ Anh cũng dựa vào chuyện đó mà đòi hủy hôn. Bây giờ tận tai nghe được sự thật từ Tiểu Tranh, Hạ Anh chỉ mong những điều Tiểu Tranh nói là không đúng. Đến bây giờ cô ta vẫn không tin chuyện giữa Trương Kiệt và Diễm Lâm là giả. Cô ta không tin bản thân đã bị lừa dối suốt mấy năm qua. Đôi mắt của Hạ Anh thẫn thờ chìm chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Cô ta tự hỏi, lý do khiến Trương Kiệt nói dối là gì? Khoảng thời gian bên nhau, dù không thân thiết như những cặp đôi khác, nhưng ít nhất, họ vẫn có chút tình cảm. Chẳng lẽ Trương Kiệt không muốn giải thích vì muốn cô ta hiểu lầm rồi chủ động hủy hôn hay sao? Tâm trí của Hạ Anh bây giờ lại xuất hiện một suy nghĩ khác. Sau khi hủy hôn, Trương Kiệt liền đồng ý kết hôn với chị gái cô, không có một chút phản đối. Khi Hạ Anh cứ nghĩ Trương Kiệt vì thể diện của hai bên gia đình nhưng mới miễn cưỡng đồng ý thôi. Nhưng bây giờ biết được sự thật, Hạ Anh lại cho rằng Trương Kiệt làm tất cả mọi chuyện chỉ để được cưới Tiểu Tranh. Nhận ra sự im lặng khác thường của Hạ Anh, Tiểu Tranh lên tiếng. Hạ Anh, em sao vậy? Giọng nói của Tiểu Tranh vang lên bên tai, khiến Hạ Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô ta gắt gỏng. Không sao hết. Trong đầu của Hạ Anh bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ vu vơ. Gương mặt của Tiểu Tranh hiện trong ánh mắt càng khiến Hạ Anh thêm ghen tị. Nếu ngay từ đầu người Trương Kiệt thích là Tiểu Tranh, tại sao anh không chủ động nói ra mà phải nói dối chuyện có con với Diễm Lâm? Dù biến cô ta trở thành một kẻ ngốc suốt mấy năm qua. Hạ Anh luôn nghĩ Trương Kiệt là một kẻ không sai gì, nên cô mới hủy hôn để đi tìm một người khác tốt hơn để dựa dẫm. Không phải vì Trương Kiệt nói dối chuyện của Diễm Lâm, Hạ Anh đã không từ bỏ một người là ông chủ của một công ty giải trí lớn. Càng nghĩ Hạ Anh lại càng không cam tâm. Cô ta không chấp nhận mình vừa mất đi một cơ hội tốt. Tiểu Tranh nhận ra sắc mặt lạ lẫm của Hạ Anh, giống như thể cô ta đang toan tính điều gì. Thời gian có hạn, hiện giờ cô cũng không thể ở bên ngoài quá lâu. Tiểu Tranh không muốn dây dưa, cô thẳng thừng nói. Hạ Anh, chị hẹn em để nhắc nhở em dừng mấy việc mình đang làm lại. Không giúp ích được gì cho em, mà còn làm hại người khác nữa. Tôi nói rồi đấy, đừng có dạy đời tôi. Hạ Anh trừng mắt nhìn Tiểu Tranh. Những điều mà cô ta đang nghĩ trong đầu, cô ta không thể nói ra hay trách móc bất kỳ ai. Vì vậy nên bao nhiêu tức giận, cô ta liền đổ hết vào đầu của chị gái mình. Hôm nay Tiểu Tranh cũng không nhún nhường. Sau những chuyện mà Hạ Anh gây ra, cô cảm thấy càng nhẫn nhịn. Thì người chịu thiệt thòi đều là cô. Hạ Anh à, yêu cầu hôm trước em nói với chị, dù thế nào thì chị cũng sẽ không đồng ý. Chị không nhường Trương Kiệt lại cho em đâu. Còn về chuyện của Diễm Lâm, chị sẽ không nói với anh ấy là do em làm. Chị sẽ không bảo vệ em. Chị chỉ cho em thêm một cơ hội thôi. Mẹ đã nhờ chị giúp đỡ em trong công ty, nên chị không muốn làm mẹ buồn. Em thay đổi cách sống của mình đi. Hạ Anh à, trong giới giải trí không màu hồng như là em nghĩ đâu. Em đừng nghĩ cách nổi tiếng thế này. Hạ Anh nhếch mép cười khinh thường. Cô ta nhướng mày đầy khiêu khích. Chị đe dọa tôi sao? Chị không đe dọa, chị muốn cho em thêm cơ hội mà thôi. Chuyện này Trương Kiệt chắc chắn sẽ không biết. Em yên tâm đi. Tôi không cần chị cho cơ hội. Nếu muốn chị cứ nói thẳng với anh ta, tôi cũng đâu có ý định giấu giếm. Tiểu Tranh khẽ thở dài một tiếng, bất lực vì sự cố chấp của Hạ Anh. Cô cảm thấy càng nói chuyện, Hạ Anh lại càng cãi và cố ý hơn. Cầm túi sách bên cạnh và đứng dậy, Tiểu Tranh nói khẽ. Chị nói xong cả rồi, chị cứ ở đây suy nghĩ lại việc mình làm đi. Dứt lời, Tiểu Tranh nhanh chóng rời khỏi phòng riêng, để Hạ Anh ở lại sau lưng. Bên tai truyền đến tiếng đóng cửa. Hạ Anh đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu lên đầy giận dữ. Lúc trước vì nghĩ Trương Kiệt là hạng người không ra gì, nên Hạ Anh mới đưa ra đề nghị muốn mượn anh từ chị gái mình một thời gian. Còn hiện tại, sau khi đã biết được những thứ cần biết, Hạ Anh cảm thấy lời đề nghị lúc trước của mình không đơn giản chỉ là mượn tạm vài ngày nữa,
mà là lấy lại những thứ đã từng thuộc về mình thì đúng hơn. Rời khỏi quán cà phê, Tiểu Tranh chùm kín mặt đứng nép một mình ở góc đường lớn để bắt xe. Nhưng tầm giờ đã muộn, xe đi lại không còn nhiều như trước, rất khó để có thể có một chiếc xe chạy ngang qua đây. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào, bên một cái xe đột ngột chắn ngang trước mặt chỗ cô ta đang đứng. Tiểu Tranh sợ rằng đây là xe của báo chí, cô quay người định bỏ chạy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tiểu Tranh. Kính xe từ từ hạ xuống, thu gọn trong tầm mắt của Tiểu Tranh là Chu Tấn. Người ngồi ở ghế lái là anh, không phải đám báo chí. Cô thở phào nhẹ nhõm và cười nói, may quá là anh. Tiểu Tranh à, em đang bắt xe phải không? Lên đi nào, anh đưa em về. Cô không có thời gian để lưỡng lự hay suy nghĩ. Bây giờ điều quan trọng nhất là tránh được chuyện săn đuổi của gánh báo chí. Cô không từ chối, vội vàng lên xe của Chu Tấn. Kính xe chậm rãi kéo lên, Chu Tấn điều chỉnh ga nhanh chóng rời đi. Xe chạy được một quãng đường khá xa, cô nhìn lại đằng sau, không thấy bị theo dõi, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Chu Tấn mỉm cười. Chu Tấn, khi đã cảm ơn anh, không có anh em không biết phải về bằng cách nào nữa. Có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Em có chuyện đi qua chỗ đó hay sao mà nhìn thấy em? Chu Tấn gật đầu, ngữ điệu man mác buồn. Ở đấy gần mộ của Hoa Chi, hôm nay anh đến thăm mộ con bé. Tiểu Tranh lặng người trong giây lát. Chu Tấn không nhắc đến, có lẽ cô sẽ không nghĩ mộ của Hoa Chi đang ở gần điểm hẹn. Lần cuối cùng Tiểu Tranh thăm mộ Hoa Chi là khoảng thời gian trước đám cưới vài ngày. Nghe có vẻ vô tâm khi cô quên nơi đặt mộ của bản thân. Trong thời gian gần đây quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không còn nhớ một vài thói quen trước kia của bản thân nữa. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng và trầm lặng hơn. Mỗi người một suy nghĩ, một hướng nhìn, ai nấy đều có bận tâm riêng mà không thể nói thành lời, cũng không thể tâm sự cùng với người khác. Đôi mắt của Chu Tấn thẫn thờ nhìn đường, nhưng đầu óc lại cứ như ở trên mây. Nhớ đến đứa em gái nhỏ, lòng anh lại càng thêm đau đớn và xót xa. Nếu còn sống, có lẽ hiện giờ Hoa Chi đã có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, chứ không phải mãi mãi tuổi 20 như vậy. Sự ra đi của Hoa Chi để lại trong lòng của Chu Tấn một vết thương quá lớn. Và cũng chính sự ra đi đột ngột ấy khiến anh lại càng phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Dù mất bao nhiêu lâu anh cũng sẽ vẫn tìm, bởi vì Hoa Chi là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Tiểu Tranh lén nhìn Chu Tấn vài giây rồi vội thu lại ánh mắt của mình. Lúc biết Chu Tấn là anh trai Hoa Chi, cô rất kinh ngạc. Chơi với nhau nhiều năm, Tiểu Tranh chưa từng thấy Hoa Chi nhắc tới anh trai của mình. Bởi vậy cô cứ ngỡ Hoa Chi là con một cho đến khi gặp Chu Tấn. Mỗi lần nhắc tới gia đình, Hoa Chi chỉ kể về bố mẹ mà không nhắc đến anh trai. Có lẽ hai người họ từng có xích mích nào đó chưa giải quyết được nên Hoa Chi không kể cho cô. Bầu không khí tĩnh lặng không còn sau khi Tiểu Tranh chủ động mở lời hỏi khéo. Chu Tấn, quan hệ giữa anh và Hoa Chi chắc là tốt nhỉ? Anh thương em gái của mình như vậy cơ mà. Chu Tấn bật cười thành tiếng, gượng gạo đáp. Không tốt như em nghĩ đâu. Lúc Hoa Chi còn sống, em với con bé hay cãi vã lắm. Sao lại vậy? Hai người bất đồng quan điểm sao? Phải, bọn anh chưa từng tìm được tiếng nói chung. Có mấy lần cả hai cãi nhau to, anh nghĩ con bé không thích anh đâu. Tiểu Tranh càng nhìn Chu Tấn lại càng cảm thấy anh đang cố tỏ ra vui vẻ. Tiểu Tranh không biết giữa hai người bất đồng chuyện gì, cô chỉ có thể trấn an anh đôi lời. Em không nghĩ là Hoa Chi ghét anh đâu. Tuy hai người cãi vã nhưng cô ấy sẽ nghĩ là anh yêu thương cô ấy theo cách riêng của mình thôi. Tiểu Tranh thầm nghĩ, nếu Hoa Chi biết được anh trai mình yêu thương vì cô ấy làm nhiều chuyện thế này, Hoa Chi chắc chắn sẽ rất cảm động. Mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Cô và Hạ Anh tuy là hai chị em, nhưng cô biết Hạ Anh chưa từng một lần tôn trọng người chị này. Cô đều có không vì thế mà ghét bỏ em gái. Cô vẫn bảo vệ, vẫn khuyên nhủ em theo cách riêng. Tiểu Tranh không mong nhận lại sự cảm kích từ Hạ Anh. Cô chỉ hy vọng con bé thông suốt về những chuyện mình đã làm mà thôi. Chu Tấn khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang phía Tiểu Tranh. Sắc mặt của anh trở nên rạng rỡ hơn, không còn sự muộn phiền buồn bã giống lúc trước. Tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Tiểu Tranh, cảm ơn em. Cảm ơn em vì điều gì? Vì em đã động viên anh. Những lời em nói khiến Tranh thoải mái hơn. Ít nhất thì vẫn có người tin là anh thương em gái của mình. Cô mỉm cười thay cho lời đáp. Cô thầm nghĩ
Không chỉ có cô mà ngay cả người ngoài khi nhìn thấy những chuyện anh làm cũng sẽ biết được anh thương em gái của mình đến nhường nào mà thôi. Đã thêm một khoảng thời gian im lặng trôi qua. Nhớ đến cuộc gọi ngày hôm qua, Chu Tấn lên tiếng. Tiểu Tranh à, việc anh nhờ em hôm trước em không cần phải giúp anh nữa đâu, anh tự giải quyết được rồi. Là Trương Kiệt gọi điện và bảo anh làm vậy phải không? Em biết rồi sao? Em biết rồi. Tiểu Tranh khẽ cúi đầu xuống, bàn tay vân vê vạt áo đã cũ. Cô đã sớm đoán được Chu Tấn sẽ nhắc đến chuyện này nên không ngạc nhiên. Đối diện với anh, cô chỉ còn thấy ái ngại mà thôi. Biết Tiểu Tranh lại tự trách bản thân, Chu Tấn vội trấn an. Tiểu Tranh à, cảm ơn em đã nhận lời giúp anh. Chuyện của anh sẽ tự lo, em đừng cảm thấy áy náy. Em và Trương Kiệt đã giúp anh rất nhiều rồi. Vâng, em hiểu rồi. Em đã quyết định như vậy, Tiểu Tranh cũng không thể làm gì hơn. Cô chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. Bởi vì vốn dĩ là cô không nên xen vào chuyện riêng của người khác. Giống lời của Trương Kiệt đã nói, không thể tham gia, cô chỉ còn cách âm thầm giúp đỡ mà thôi. Sau khi Tiểu Tranh rời khỏi nhà, Trương Kiệt vẫn miệt mài với công việc của mình. Hiện tại tin tức giữa anh và Diễm Lâm đang rất xuất hiện trên các mặt báo, không thể tùy tiện ra ngoài. Đến tận bây giờ, truyền thông vẫn đang tích cực đưa tin. Cổ phiếu công ty có phần dấu hiệu giảm xuống, có lẽ phải mất một thời gian mới có thể phục hồi như trước. Dừng tay sau một khoảng thời gian dài làm việc, Trương Kiệt ngả lưng xuống giường đầy mệt mỏi. Anh nhắm nghiền mắt lại cho mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi tay với đến cái điện thoại bên cạnh. Bây giờ cũng không còn sớm, Tiểu Tranh ra ngoài mãi chưa thấy về. Trương Kiệt lo lắng vừa định nhấc máy gọi điện cho cô thì tiếng chuông cửa từ dưới nhà vang lên. Nghĩ Tiểu Tranh về, Trương Kiệt nhanh chóng xuống nhà mở cửa. Đáng tiếc là khi thấy người đứng sau cánh cửa, sắc mặt của Trương Kiệt lộ vẻ thất vọng. Người tới là mẹ anh, chứ không phải là Tiểu Tranh. Anh cứ đứng ngơ ngác như người mất hồn. Bà Trương sau mày. Sao? Đứng khi nào đây? Không vào nhanh sẽ bị báo chí nhìn thấy đấy. Vâng, mẹ vào trong đi. Bà Trương bước vào trong nhà, Trương Kiệt cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế sofa, anh chủ động hỏi. Mẹ tới đây có chuyện gì không? Mẹ đọc tin ở trên mạng rồi, nên mới đến mang cho con hai đứa ít thức ăn đây. Bà Trương đặt một túi dưới đất, một túi những thực phẩm cần thiết. Trương Kiệt mỉm cười rồi xiết cảm ơn mẹ. Và rồi anh nhận ra thái độ của mẹ mình không được đúng cho lắm. Đó không phải là dáng vẻ buồn bã lo lắng, dường như bà đang thể hiện sự không hài lòng về anh. Anh lưỡng lự đôi chút rồi ngập ngừng hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Con hỏi sao? Chuyện báo có phải là sự thật hay không? Con ở bên ngoài đã có con với người phụ nữ là diễn viên à? Bà Trương tức giận, đôi mắt trừng lên trông đáng sợ. Trương Kiệt chưa từng thấy mẹ mình nổi nóng như vậy bao giờ. Anh có chút không quen miệng nên miệng lưỡi cứ cứng đờ mãi, sau mới giải thích được. Những gì báo đăng mẹ đừng có tin. Con không hề có con riêng ở bên ngoài. Có thật không? Thật bà mẹ, con dám khẳng định với mẹ. Hơn nữa con còn có giấy xét nghiệm ADN. Nếu mẹ không tin con sẽ lấy cho mẹ xem. Trương Kiệt đứng dậy định lên trên tầng, lại bị bà Trương ngăn lại. Thôi được rồi, mẹ yên tâm rồi. Mẹ cũng nhắc cho con nhớ, nhỏ Trương chỉ chấp nhận một người con dâu là Tiểu Tranh. Ngoài con bé ra, mẹ không đồng ý con có thêm bất kỳ ai đâu đấy. Con nhớ rồi. Bà Trương nén tiếng thở dài vào trong, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đây vô tình đọc được tin tức, bà và chồng đã rất sốc. Ông Trương cố tìm cách liên lạc với Trương Kiệt mà không thành. Bởi vì không an tâm với những chuyện đang diễn ra trong gia đình nên bà phải đích thân tới đây hỏi cho ra lẽ. Hơn nữa trong lòng bà cũng sợ con trai mình làm chuyện gì có lỗi với vợ của nó. Đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, bà chưa nhận ra Tiểu Tranh không có nhà. Quay sang phía Trương Kiệt, bà sốt sắng hỏi. Vợ con đâu? Tiểu Tranh đâu rồi? Cô ấy ra ngoài gặp người quen rồi ạ. Ra ngoài sao? Cô biết bên ngoài đang thế nào không hả? Đều mẹ đi một mình vậy sao? Mẹ đã phải rất cố gắng trốn tránh mãi mới đến được đây đấy. Thế mà con để con bé ra ngoài là sao? Con thiếu trách nhiệm quá đấy. Mẹ à, mẹ đừng lo, cô rất cẩn thận nên sẽ không có chuyện gì đâu. Con khuyên cô ấy ở nhà rồi, nhưng cuộc hẹn này quan trọng, cô ấy không thể không đi. Này nhá, con bé mà gặp chuyện gì mẹ không để yên cho con đâu. Con biết rồi. Anh khẽ cười thành tiếng,
Từ ngày cưới Tiểu Tranh, anh không biết bản thân còn là con ruột của mẹ anh không nữa. Bất kể thứ gì tốt, mẹ đều dành hết cho Tiểu Tranh. Anh bây giờ giống như một đứa con bị ngó lơ. Tất cả sự quan tâm của bà đã dành cho Tiểu Tranh cả rồi. Nhắc Trương Kiệt được mấy câu, bà Trương liền hỏi chuyện khác. Báo chí đưa tin như vậy, con nói không phải là sự thật đi. Thế con định giải quyết thế nào đây? Bố con đang lo lắm đấy. Không chỉ có bà Trương mà ngay cả chồng bà cũng đang rất lo lắng sau khi đọc tin tức. Chuyện này ông không thể chen ngang giúp cho Trương Kiệt giải quyết. Công ty thuộc quyền sở hữu của anh, ngay chuyện báo đài đưa tin cũng liên quan đến anh. Thế nên lần này ông Trương không thể ra tay giúp đỡ. Trương Kiệt mỉm cười trấn an mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi, con đã có cách giải quyết rồi. Mọi chuyện ổn thôi. Cả buổi chiều làm việc với chiếc máy vi tính, Trương Kiệt cuối cùng cũng tìm được hướng giải quyết. Hiện tại bí mật của Diễm Lâm đã bị báo giới biết được. Cách tốt nhất bây giờ chính là để Diễm Lâm tổ chức họp báo và công khai toàn bộ mọi chuyện trước báo giới. Anh đã liên lạc việc này với Diễm Lâm để hỏi ý kiến, nhưng cô ta vẫn chưa có câu trả lời. Trong khoảng thời gian đợi Diễm Lâm đưa ra câu trả lời, Trương Kiệt đã ổn định được một phần nào đó về mặt truyền thông. Bà chưa nghe được những lời này, trong lòng yên tâm hơn hẳn. Ít nhất thì bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Có điều gương mặt bà vẫn hiện lên nét u buồn, không cam tâm. Hiểu tính của mẹ mình, cảm nhận dường như bà đang có điều muốn nói nhưng lại không thành lời. Bà còn chuyện gì muốn nói với con sao? À mẹ. Bà chưa không ngờ bản thân lại bị phát hiện nhanh như vậy. Bà lưỡng lự một hồi rồi hạ quyết tâm. Sau khi giải quyết xong câu chuyện này, cô dừng làm việc ở trong ngành giải trí được không? Trương Kiệt nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Mẹ, con nói rõ với mẹ rất nhiều lần rồi, đây là công việc của con muốn làm nó. Nhưng mẹ cảm thấy không an tâm. Cái ngành giải trí không tốt đẹp gì đâu con. Con phải tiếp quản tập đoàn của gia đình mình, không phải tốt hơn sao? Mẹ, con không muốn bàn lùi đâu. Gương mặt của Trương Kiệt tỏ rõ vẻ tức giận. Việc bà Trương ngăn cản, không tránh tiếp xúc với giới giải trí, không phải là bây giờ mới có. Hai người đã bàn tính và xảy ra cãi vã từ nhiều năm trước, từ ngày anh quyết định thành lập công ty. Trương Kiệt biết mẹ nói như vậy là cũng muốn tốt cho mình thôi. Nhưng anh không đồng ý với quyết định của bà. Anh tự có phán đoán của mình, tự biết bản thân phải làm gì. Để mẹ yên tâm, Trương Kiệt cố gắng trấn an bà. Mẹ, chuyện ở trên báo chí con sẽ giải quyết ổn thỏa. Mẹ cũng đừng vì chuyện này mà ép buộc con phải làm điều con không thích. Công ty của con hiện giờ đang rất ổn. Trái ngược với sự hấp tấp của Trương Kiệt, bà Trương lại bình tĩnh nói. Có biết vì sao mẹ đã không muốn con thành lập công ty này không? Vì mẹ ghét ngành giải trí mà. Mẹ luôn cho rằng nghệ sĩ là những người không tốt. Bà Trương lắc đầu. Không phải. Vậy thì lý do là gì hả mẹ? Vì con từng yêu một cô gái làm trong ngành giải trí đến chết đi sống lại. Và cũng vì cô ta mà con thành lập công ty này. Mẹ nói có phải không? Con... Trương Kiệt cứng họng không nói thêm được lời nào. Anh lảng tránh ánh mắt của bà Trương, không dám đối diện. Con trai bà là một tay bà nuôi nấng chăm sóc. Chẳng lẽ bà lại không hiểu tính? Lúc anh ở độ tuổi 20, anh từng yêu một cô gái trong ngành giải trí. Anh đã ôm mộng thành lập công ty giải trí. Nhưng rồi một ngày cô ta bỏ anh theo một người đàn ông khác, đã khiến tinh thần của anh sụp đổ hoàn toàn. Khoảng thời gian ấy, bà Trương phải tận mắt chứng kiến con trai của mình rơi vào cảnh trầm cảm, thảm thương mà không thể làm gì. Với một thời gian dài, anh mới trở lại như bình thường. Người con gái anh yêu không ở bên cạnh, nhưng quyết định thành lập công ty, anh vẫn giữ đúng như lời hứa ban đầu. Bà hiểu con trai của mình đối với cô gái kia, không giận, không oán trách. Thực sự là rất si tình. Khi biết Trương Kiệt quen với Hà Anh, biết Hà Anh đang làm ở giới giải trí, bà đã không thích điều này, nhưng bà vẫn luôn ủng hộ quyết định của con trai vô điều kiện. Sau cùng, Trương Kiệt lại muốn lấy Tiểu Tranh, một cô con dâu đúng với như bà mong muốn. Bà phải cố gắng lắm để giữ chặt người con dâu này. Khoảng thời gian Trương Kiệt im lặng, bà Trương lại hỏi thêm một câu. Kiệt này, con yêu Tiểu Tranh thật lòng chứ? Anh ngẩng đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt lạ lẫm. Mẹ hỏi gì lạ vậy?
Con đương nhiên là yêu vợ con rồi. Thật không? Mẹ à, nói tới chuyện thành lập công ty đấy, mình lôi chuyện khác vào có được không? Bà Trương gật đầu vài cái. Được thôi, mẹ sẽ không hỏi nữa. Nhưng mẹ hy vọng rằng con yêu vợ mình thật lòng, không phải vì con bé con hết sống với cô gái kia. Mà nói cái gì con không hiểu? Mẹ đang muốn nói con đồng ý lấy Tiểu Tranh là vì con bé hao hao giống cô gái kia. Ngay từ lúc Hà Anh quyết định hủy hôn rồi, bên nhà thông gia muốn Tiểu Tranh là người thay thế. Bà đã dự đoán trong đầu của mình rằng Trương Kiệt nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng bà không ngờ rằng khi nhà thông gia mở lời, anh lập tức đồng ý mà không một chút nghĩ suy. Khoảng thời gian Trương Kiệt quen Hà Anh, bà cũng đã gặp Tiểu Tranh vài lần. Nhưng phải cho đến khi chính thức gặp mặt, bà Trương mới nhận ra Tiểu Tranh có vài nét giống như cô bạn gái trước đây của Trương Kiệt. Nên bà hỏi anh có thực sự yêu cô không là có lý do. Mặc dù không sống cùng với Tiểu Tranh, tiếp xúc qua vài lần thăm nhà, nhưng bà cảm thấy Tiểu Tranh là một cô gái tốt, là một con dâu đúng ý của bà. Vì vậy bà không muốn con trai của mình làm tổn thương Tiểu Tranh. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, Trương Kiệt cứ ngồi im như vậy, không nói một lời, trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Bà Trương nhìn đồng hồ treo tường, đã không còn sớm, bà mở lời. Hôm nay mẹ đến là để nhắc nhở con vài việc vậy thôi. Chuyện báo chí đưa tin, con phải nhanh chóng giải quyết, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình. Và không chỉ gia đình mình đâu, còn cả nhà thông gia nữa đấy. Trong công ty của con toàn quyền quyết định giữ hay không giữ, mẹ đừng can thiệp vào nữa. Nhưng mẹ hy vọng là con nói yêu Tiểu Tranh là thật lòng, không phải là vì một lý do nào khác. Nếu con chưa thực sự thật lòng thì cũng đừng làm khổ con bé. Mẹ về đây. Anh ngồi im trên ghế không một lời phản ứng. Bà Trương khẽ thở dài thành tiếng rồi đứng dậy rời đi. Nhưng điều cần nói bà cũng đã nói xong. Bà cần phải trở về trước khi trời đã quá muộn. Và có lẽ đài báo chí ngoài kia cũng không còn đeo bám nữa. Bà Trương rời đi, trả lại bầu không gian tĩnh mịch cho căn nhà. Trương Kiệt cúi gằm mặt xuống, mắt nhắm nghiền lại. Anh cảm thấy trong người rất mệt mỏi, đầu óc mơ hồ chẳng nghĩ suy được gì. Mọi thứ tưởng chừng như đang rất yên ổn, bỗng dưng lại trở nên rối loạn. Trương Kiệt cứ đắm chìm trong suy tư riêng mà không nghe được tiếng bước chân đang đến gần chỗ của mình. Tiểu Tranh rậm rãi bước đến chỗ của Trương Kiệt. Kiệt, em về rồi. Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, anh chợt bừng tỉnh, vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Ngẩng đầu lên thì nhận ra Tiểu Tranh đã ở trước mặt mình từ khi nào. Anh gượng cười nói, em về rồi đấy à, đi đường có mệt không? Có bị đám báo chí bắt gặp không? Tiểu Tranh lắc đầu. Em vẫn ổn mà anh, không bị bắt gặp đâu. Nhưng sao anh ngồi ở đây? Cho anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy. Cả chiều nay anh làm việc không nghỉ ngơi sao? Hàng lông mày của Tiểu Tranh khẽ trao lại. Sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt. Cô biết Trương Kiệt là người tham công tiếc việc, nên chắc chắn sau khi cô đi, anh đã làm việc liên tục mà không hề nghỉ ngơi, mới dẫn đến sự mệt mỏi này. Trương Kiệt nén tiếng thở dài vào trong. Khi nãy mẹ mới đến nên anh xuống đây tiếp chuyện mẹ. Mẹ tới sao? Mẹ tới làm gì thế ạ? Mẹ hỏi chuyện sáng nay đấy à? Bố mẹ cũng đang lo chuyện này. Em nói những gì với mẹ? Em bảo bố mẹ cứ yên tâm đi, em có cách giải quyết của mình. Mẹ cũng bớt lo lắng và vừa mới về. Vâng. Tiểu Tranh hiểu ý của Trương Kiệt, cô không hỏi gì thêm. Đáng lẽ cô nên nhớ ra chuyện anh sẽ bị bố mẹ phát hiện mới đúng. Nếu nhớ ra, cô đã có thể trấn an họ vài lần để họ yên tâm hơn. Bây giờ nghe anh nói dường như mọi thứ đã ổn, cô bớt lo lắng đi nhiều. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Trương Kiệt, Tiểu Tranh liền dịu dàng hỏi han. Anh mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm cho anh. Anh không sao. Cả chiều nay em ra ngoài mệt rồi, không cần vất vả nấu cho anh đâu. Em làm được mà, dù sao em cũng đã quen. Anh lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, anh lên phòng trước nhé. Trương Kiệt vịn tay xuống ghế làm chủ, mệt mỏi đứng dậy. Anh xoay người, đôi chân chỉ vừa mới đi được một vài bước, đột ngột phải dừng lại vì giọng nói của Tiểu Tranh vang lên từ phía dưới sau lưng. Trương Kiệt à, anh có thấy em giống ai đó không? Anh chậm rãi quay người đối diện với Tiểu Tranh. Anh nhíu mày đầy khó hiểu.
Tiểu Tranh à, em đang nói gì vậy? À không, không có gì đâu. Anh lên phòng đi, em đi nấu cơm. Cô gượng cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng bước xuống dưới bếp. Cô đi ngang qua anh, ánh mắt chưa một lần nhìn thẳng. Ra vẻ cô hiện giờ giống như đang cố trốn tránh điều gì đó. Trương Kiệt lặng lẽ theo dõi hình bóng nhỏ bé kia, mà trong đầu ngập tràn những suy nghĩ mông lung. Điều cô vừa nói bỗng chốc trở thành một dấu chấm hỏi lớn trong anh. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy tâm trí Trương Kiệt, làm anh đành ôm vương vấn lên trên tầng. Một mình trong gian bếp nhỏ, Tiểu Tranh loay hoay chuẩn bị bữa tối. Mà tâm trạng của cô không được tốt nên làm gì cũng lề mề, không có sức sống như thường ngày. Đôi lúc cô thẫn thờ suy nghĩ về chuyện gì đó mà suýt khiến bản thân mình bị thương. Mỗi khi giật mình khỏi dòng suy tư ấy, Tiểu Tranh lại vội vã nhìn xung quanh xem Trương Kiệt có ở đây hay không. Cô sợ bị anh phát hiện, sợ anh lại thắc mắc những chuyện không đâu. Từ lúc đó cô không biết phải giải thích thế nào. Chuông báo có điện thoại vang lên. Tiểu Tranh dừng lại hành động đang làm lại, hơi mắt nhìn về phía điện thoại. Dòng chữ hiển thị ở trên màn hình thu gọn trong đáy mắt. Cô vội nhấc điện thoại lên không dám chậm trễ. Con nghe thưa mẹ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của bà Lan. À ừ, mẹ gọi cho con có chuyện gì không hả mẹ? À có một chút chuyện, tôi gọi để... Khác với mọi lần, bà Lan không hùng hổ hay thẳng thừng vào vấn đề chính. Bà cứ lưỡng lự rồi ngập ngừng mãi không thành câu. Thật chẳng giống với tính cách ngày thường của bà chút nào. Cô nhận ra sự khác thường, hắng giọng hỏi. Mẹ có chuyện gì khó nói liên quan đến Hà Anh sao? Bà Lan chủ động gọi điện cho cô mỗi khi bà muốn nhờ vả cô giúp đỡ hay làm điều gì đó cho Hà Anh. Cô không mong mẹ sẽ quan tâm để ý tới mình. Có lẽ vì đã quá quen nên lời cô nói ra thản nhiên, nhẹ nhàng đến đau lòng, tủi thân. Bên kia bỗng nhiên im lặng bất thường, và Tiểu Tranh cũng kiên nhẫn chờ đợi. Trôi qua được vài phút, cô mới nghe tiếng của bà Lan. Tôi đọc qua bài viết trên báo rồi. Là sự thật hay sao? Mày đừng lo, chỉ là biện đặt thôi. Chồng con đang cố gắng giải quyết rồi, một vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà. Vậy thì tốt, tôi còn tưởng nó là thật chứ. Mẹ gọi chỉ để hỏi con chuyện này thôi sao? Tiểu Tranh cảm thấy điều bà hỏi là một cái cớ cho một chuyện khác. Không phải tự nhiên bà nhắc đến chuyện của Trương Kiệt, dù sao trong lòng bà cũng không để tâm đến đứa con gái này. Chuyện xảy ra dù tốt dù xấu, người ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là cô. Mà người bán ăn dành tình yêu thương đâu phải là cô. Vẫn là những câu ngắt đoạn và sự ngập ngừng. Khó khăn lắm bà Lan mới nói tiếp. Chuyện của Trương Kiệt không phải là thật thì hay rồi. Tôi còn sợ tin tức đưa rồi ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hà Anh nữa chứ. Nó mới vào công ty không bao lâu, cũng chưa được chú ý đến nhiều. Bây giờ chủ công ty gặp chuyện sẽ khiến nó gặp khó khăn hơn. Nhưng mà nghe cô nói thì tôi yên tâm hơn hẳn. Cô bật cười đầy gượng gạo, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Chẳng biết phải nói gì với bà, cô cứ ngập ngừng cho qua. Vâng ạ. Anh không để nhân viên của mình chịu thiệt thòi đâu. Hai anh của mẹ vẫn ổn, em ấy vẫn đi làm đều lắm. Người cần phải an ủi lúc này là cô, thế mà cuối cùng cô lại trở thành người đi trấn an người khác. Thái độ của bà Lan chẳng khác gì suy đoán của cô khi nãy. Bà gọi đến hỏi chuyện cũng bởi lo cho Hà Anh mà thôi. Biết rằng bản thân thật ngốc nghếch, thế mà không hiểu sao mỗi lần gặp bà, cô đều nhen nhói một tia hy vọng. Tâm trí sớm đã đoán trước được kết quả, nhưng trái tim mẹ không chịu nghe lời, để rồi lại phải chịu tổn thương. Hôm nay trải qua nhiều chuyện, Tiểu Tranh không còn hơi sức để tiếp chuyện của bà Lan. Và có lẽ bà cũng đã biết điều mình muốn. Đến lúc cô kết thúc cuộc gọi vô nghĩa này lại rồi. Mẹ à, mẹ còn gì muốn hỏi con không? À thì không còn gì đâu. Bà Lan nghiêm giọng đáp, ngữ điệu cũng xem chừng khẳng định rất chắc chắn. Nén tiếng thở dài vào trong, Tiểu Tranh cố tỏ ra bình tĩnh. Dạ vâng. Mẹ không muốn nói gì nữa thì con cúp máy nhé. Con còn làm một số việc. Tôi biết rồi, sợ vì đã làm phiền chị. Tuy rằng Tiểu Tranh là người chủ động kết thúc cuộc gọi vì bà không có điều cần nói, nhưng mà Lan lại tỏ ra giận dữ. Như giọng điệu khi nãy của bà có vẻ như bà đang rất ấm ức thì phải. Hôm nay bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền đổ dồn lên người, cô chẳng còn tâm trí mà bận tâm nữa. Quan hệ giữa cô và mẹ chưa từng tốt, bây giờ có chuyện xảy ra thì cũng thế thôi.
Đôi mắt vô hồn của Tiểu Tranh nhìn chăm chăm vào khoảng không tĩnh lặng. Sâu trong ánh mắt ấy bỗng chốc bao phủ một làn nước mỏng. Cô khẽ chớp mắt và giọt nước mắt lăn dài trên má khiến đôi mi kia ướt đẫm. Chưa bao giờ Tiểu Tranh cảm thấy buồn tủi như bây giờ. Nhận được cuộc gọi từ mẹ, cô đã hy vọng bà ấy có một câu an ủi cô, một câu thôi cũng được. Nhưng trong suốt cuộc gọi mà nhắc đến Hà Anh mà thôi. Giây phút này cô không thể lạc quan thêm được nữa. Không thể tự nhắc bản thân mình rằng mẹ có cách yêu thương mình khác nhau. Những điều càng gắng gượng càng dễ đổ vỡ. Và bây giờ sự cố gắng của cô đã vỡ nát, không thể cố thêm được đâu. Nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi sâu, Tiểu Tranh đưa tay lau nước mắt. Cô thẫn thờ vài phút đến khi tâm trạng ổn định lại, rồi mới tiếp tục công việc đang dang dở. Một mình trong gian phòng kín, Trương Kiệt rắn mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu suy nghĩ vài thứ vu vơ. Tuy đã gạt bỏ ra khỏi đầu để tâm trí nghỉ ngơi, nhưng anh lại không làm được. Bản thân Trương Kiệt cảm nhận thái độ của Tiểu Tranh hôm nay rất khác. Sự thay đổi ấy có từ lúc cô hỏi anh câu hỏi kia. Cứ ngỡ chỉ là một câu hỏi đơn thuần, không đáng bận tâm. Vậy mà hiện giờ anh lại đang chằn chọc, không ngủ được về nó. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua xuất hiện trong tâm trí, khiến Trương Kiệt bừng tỉnh. Anh không dám chắc mà đang suy nghĩ mà thôi. Có điều lòng tin về suy đoán này mang đến cho anh cảm giác tin tưởng. Âm thanh từ cái điện thoại bên cạnh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cắt ngang dòng suy tư của anh. Anh nhấc điện thoại lên nhanh chóng trả lời. Tôi nghe đây. Sếp đã ổn định được truyền thông cũng như các trang báo đưa tin rồi. Bây giờ chỉ cần Diễm Lâm mở họp báo đính chính sự thật thôi. Tôi hiểu rồi. Hôm nay cậu vất vả nhiều rồi. Sau khi chuyện này giải quyết ổn thỏa tôi sẽ thưởng cho cậu. Vậy thì tốt quá, cảm ơn sếp. Giọng điệu vui vẻ của thư ký Trần chuyển đến bên điện thoại. Cả hôm nay không chỉ mình anh vất vả dàn xếp mọi thứ, mà ngay cả những người làm việc cùng với anh cũng không thảnh thơi chút nào. Số tiền nhỏ cuối tháng này coi như phần thưởng cho thư ký Trần, mình đã luôn bên cạnh giúp đỡ anh. Để có được công ty giải trí lớn giống như hiện tại, anh không chỉ đơn giản đào tạo phát triển những nghệ sĩ trong công ty, mà dựa vào các mối quan hệ. Các mối quan hệ Trương Kiệt có được đã giúp sức anh trong sự cố bất ngờ lần này. Thời điểm hiện tại tin tức đã không còn rầm rộ như trước. Thêm một bước nữa thôi là mọi thứ sẽ xong. Sếp, thưa cô Diễm Lâm kia đã trả lời chưa? Thư ký Trần bất ngờ hỏi làm Trương Kiệt mới sực nhớ. Anh lắc đầu mệt nhoài nói. Cô ta vẫn chưa hồi âm. Cậu không cần phải quan tâm đâu. Tôi sẽ có cách của mình với bên phía cô Diễm Lâm. Vâng, thưa sếp. À, vậy tôi nhờ cậu điều tra cậu làm đến đâu rồi. Mặc dù xảy ra nhiều sự cố bất ngờ, Trương Kiệt vẫn không quên việc chính mình cần làm. Mới anh có thứ còn quan trọng hơn mấy tin đồn nhà mà báo chí đưa tin sáng nay. Bên kia im lặng một cách bất thường, dường như thư ký Trần đang cố tìm kiếm thứ gì đó nên chưa thể trả lời. Mất khoảng một lúc sau, Trương Kiệt mới nghe thấy tiếng của anh ta. Sếp, tôi đã tìm ra thêm một vài bí mật liên quan đến đạo diễn Hoàng Cường để tôi mang đến cho sếp. Không cần vất vả thế đâu. Cậu ấy gửi qua tin nhắn cho tôi sẽ tự nghiên cứu những tài liệu đó. Vâng. Sao sếp lại muốn điều tra các đạo diễn này? Cái đạo diễn này chẳng phải là người tốt lành gì đâu. Không lẽ sếp muốn nghệ sĩ của mình hợp tác với gã sao? Tôi không điên để nghệ sĩ của mình hợp tác với một kẻ bệnh hoạn và bạo dâm như tên khốn đó. Tôi chỉ đang giúp đỡ một người quen của mình thôi. Việc cậu cần làm là thực hiện những chuyện mà tôi đã nhờ. Đừng có tò mò chuyện khác. Rõ, thưa sếp. Không có thời gian nghỉ ngơi, Trương Kiệt vội vàng lấy tài liệu mà thư ký Trần gửi để kiểm tra. Anh đã đồng ý với chú Tấn sẽ giúp anh ta thay cho Tiểu Tranh. Anh phải giữ lời. Đọc qua những thông tin mật về Hoàng Cường, dáng vẻ khinh thường và căm ghét của Trương Kiệt chẳng có gì để thán phục về gã. Trước đây Trương Kiệt từng hợp tác với Hoàng Cường một lần. Đó cũng chỉ là lần hợp tác giữa Diễm Lâm và gã. Sau khi có được thông tin từ nguồn tin mật, anh đã vội vàng hủy hợp đồng. Dù lúc đó anh phải bồi thường theo điều lệ, nhanh khó mà chấp nhận khi để người của mình làm việc với một kẻ không ra gì. Hoàng Cường là một đạo diễn có tiếng ở trong giới. Bất kể bộ phim hay là diễn viên nào qua tay gã đều trở nên nổi tiếng. Nhưng muốn hợp tác cùng với gã, đặc biệt là nữ diễn viên, họ đều phải trải qua một chuyện.
gã ép họ lên giường cùng gã để có được vai diễn đổi đời. Những người phản đối đều không thể phát triển trong ngành. Đây là những thông tin mật, bởi chẳng có nghệ sĩ nào lại tự hất nước bẩn vào con đường công danh của mình. Vì vậy không dễ dàng gì có được bằng chứng tố cáo gã, cũng khó có người dám đứng ra vạch trần tội ác của gã. Những nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của anh đều được công ty bảo vệ quyền lợi. Sau lần hủy hợp tác trong thương vụ của Diễm Lâm, Trương Kiệt và Hoàng Cường bắt đầu xảy ra xích mích. Hai người không có thiện cảm với nhau. Anh đã nhiều lần muốn vạch trần Hoàng Cường, nhưng vì không muốn dây dưa với hạng người không ra gì, anh đã không động chạm đến gã suốt mấy năm nay. Cũng bởi Tiểu Tranh, anh mới đồng ý tham gia vào chuyện này. Anh không muốn gặp rắc rối nên tự đẩy bản thân vào rắc rối thay cho cô. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.